Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và trên màn ảnh tối nay, quý vị gặp lại ký giả Nguyễn Ngọc Mùi một lần nữa. Xin mời Mùi gửi lời chào quý vị. Tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Thưa anh. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, sáng nay, Hương Giang gọi chúng tôi. Nam ơi, em bị một số cái chứng bệnh nó đang cần phải nghỉ ngơi và điều trị, cho nên nhờ tôi nói chuyện với anh Mùi để nhờ anh Mùi thay thế chương trình chào buổi tối, thưa quý vị. Và đó là lý do anh Mùi có mặt trong chương trình của Hương Giang tối nay. Chào buổi tối, xin đây là lần đầu tiên Mùi thế Hương Giang phải không? Không thì trước đây làm chủ về Hương Giang là nhiều lần anh Nguyễn Xuân Nam rồi một thời gian rồi cũng vắng mặt không là có dịp làm chung thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Bản tin đầu tiên mà anh muốn chào hàng ngày hôm nay là bản tin gì thưa anh? Bạn tin chào hàng tối hôm nay thưa anh thì ở tiểu bang cũng giống như các tiểu bang khác thì tiểu bang Cali cũng tiếp tục là kêu gọi cái là bên bên bộ phận mà phụ trách về bầu cử thì một số cảnh sát đặc biệt là cảnh sát hàng đầu gọi là top cop á, của tiểu bang Cali thì kêu gọi là loại ứng cử viên tổng thống Donald Trump ra khỏi lá phiếu của tiểu bang. Tức là vì lý do sao mà họ kêu gọi loại như vậy thì anh thấy một số tiểu bang vừa rồi cục đề trình lên tòa án là không cho ứng cử viên tổng thống Donald Trump là có tên trong lá phiếu của tiểu bang mình thì tiểu bang cũng không ngoại lệ chuyện đó thưa anh. Đó là bản tin đầu tiên. Bản tin thứ hai á, thưa anh, ngày hôm nay ngày thứ hai tức là chính quyền Joe Biden tổ chức ăn mừng tức là nhận được 5 tù nhân của người Mỹ mà bị giam giữ Iran vô lý do. Bây giờ 5 người đó sẽ trở về vào Hoa Kỳ. Thì cái điều này Tổng thống Joe Biden đã đánh đổi cái vấn đề mạo hiểm chính trị của mình để làm công việc này. Sau khi Tổng thống Joe Biden làm công việc như thế này á, thì cựu Tổng thống Trump lên án như thế nào? Và bản tin cuối cùng là anh thấy rằng là nếu như mà cái thỏa thuận giữa hai bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ mà không đi đến cái kết quả thì liên bang sẽ bị đóng cửa có thể trong 2 tuần tới. Thì đó là những cái bản tin ngày hôm nay thưa anh. Toàn ba tin đều rất là hay, và có lẽ chúng ta đảo ngược tí xíu lên Mùi là đưa tin thứ ba lên trước, bởi vì cái tin đó nó liên quan đến vấn đề mà cái tài khoá tới, mà nếu vấn đề đó không được thông qua đó là Cộng hòa mới lo đi mà lo đến chuyện khác, và không giải quyết vấn đề này thì mai chiều nó shutdown xuống chính phủ, rồi cả bao nhiêu cả 100 triệu người làm việc trong các cơ quan chính phủ sẽ bị nghỉ việc. Đây vấn đề lớn quá. Mời anh Bộ đi bắt tin trước anh Bộ. Thưa quý vị thì cái bản tin này là đặc biệt là nhắm vào chủ tịch Hạ viện hiện nay là ông McCarthy. Đâu quý vị biết rằng là sau khi một cá thi á, là làm thế nào để Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện là thành viên Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho mình để mình đứng cái chân của mình đó là chủ tịch Hạ viện và lần đầu tiên trong lịch sử ở Hạ viện là bỏ phiếu 15 vòng như vậy. Sau khi 15 vòng á là ông McCarthy đã nhượng bộ với thành viên của Đảng Cộng Hòa mình như thế nào. Thì trong cái Đảng Cộng Hòa gồm có 3 nhóm, một cái nhóm là nhóm tự do, một nhóm là nhóm bảo thủ thực dân và một nhóm thứ ba tức là nhóm là bảo thủ mà có một đường lối rất là cứng rắn. Thì ít nhiều chứ chủ tịch Hạ viện hiện nay là McCarthy đã nhượng bộ rất là nhiều, trong đó có một sự nhượng bộ mà quan trọng nhất nếu như mà chủ tịch Hạ viện ông McCarthy không là giải quyết vấn đề mà các thành viên Đảng Cộng Hòa họ yêu cầu thì họ có thể rằng là lấy cái ghế của ông ta tức là trút về ông ta
Đó là một cái lý do mà ông ta rất là lo ngại và rất là lo sợ. Thì trước đây khi mà cái vấn đề mà giải quyết cái ngân sách này á, thì phía bên đảng Dân Chủ thì cũng nói nhỏ với ông McCarthy rồi, bây giờ ông cứ thẳng thẳng làm đi, dạo sau cho chúng tôi nếu như bỏ phiếu thì 2/3 thì bên chúng tôi là có nhiều hơn bên phía đảng Cộng Hòa. Thì quý vị thấy đó, bây giờ hiện tại đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện á, thì vấn đề mà bên phía đảng Cộng Hòa hơn phía đảng Dân Chủ không bao nhiêu hết, tức là nó xấp xỉ là hơn là mấy là phiếu mà thôi. Do đó cái điều này bên phía đảng Dân Chủ có thể bảo vệ cho McCarthy được, nhưng thực hư như thế nào thì cũng chưa biết, liệu một số đảng thành viên đảng Dân Chủ có bỏ phiếu đồng thuận như vậy không, hay là họ họ, họ đi ngược lại, vân vân. Thì trong thời gian vừa qua thì khi mà tranh chấp vấn đề cái ngân sách này á, thì có thể là ngăn chặn được việc đóng cửa của liên bang á, thì bên phía thành viên của đảng Cộng Hòa họ yêu sách nhiều quá, thì lắm lúc mà ông McCarthy ông nói thế này, ok được, nếu như quý vị muốn làm gì thì làm, cứ làm đi. Thì lắm lúc nhiều khi ông bực mình quá ông nói như vậy, Nguyễn Xuân Nam. Thì sáng hôm nay thì dự luật như thế nào, thì dự luật chi tiêu ngắn hạn được đề nghị của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đang vấp phải sự phản đối trong nội bộ, tức là trong nội bộ của đảng Cộng Hòa chứ không phải vấp phải là ở Hạ Viện, trong đó có Dân Chủ và Cộng Hòa, có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của hội nghị nhằm thể hiện sự thống nhất trong lời đề nghị mở đầu với Thượng viện và Tòa Bạch Ốc, là cái điều mà bên phía đảng Cộng Hòa có thể đưa ra một cái dự luật mới tạm thời nhằm tránh khỏi đóng cửa. Nhưng cái điều này có thể rằng có xui được hay không, hay là bị phản đối. Thì dự luật tạm thời nhằm tránh việc đóng cửa hoạt động của liên bang được công bố vào tối Chủ nhật, đã nhận được sự đón nhận một cách lạnh lùng từ phía cánh phải, tức là thuộc về đa số của đảng Cộng Hòa đó tại Hạ Viện. Đã có đủ thành viên nói rằng họ phản đối kế hoạch tiếp tục giải quyết ngân sách, đó là CR, để chẳng nói trên sàn Hạ Viện, thì mặc dù các nhà lãnh đạo hy vọng sẽ đưa ra trong tuần này để giải quyết. Thì kế hoạch mà tiếp tục giải quyết là CR này á, là có là đưa cái chính sách này á, là ngân sách này á, của Chủ tịch Hạ Viện, là cựu Chủ tịch Hạ Viện thời kỳ đó là bà Nancy Pelosi, cũng như chính sách của Tổng thống bây giờ là ông Joe Biden về cái ngân sách chi tiêu á. Đó. Thì cái ngân sách chi tiêu trước đây đã đồng ý với nhau rồi, thì bây giờ tiếp tục giải quyết cái vấn đề này, tức là gọi là CR. Bây giờ CR này gặp sự phản đối của ai? Thứ nhất là gặp sự phản đối là dân biểu Matt Rosendale. Thì ông ta đã viết trên nền tảng mạng xã hội, trên Twitter, ông ta nói thế này: chúng tôi đã được bảo đảm vào tháng 1 rằng chúng tôi sẽ không sử dụng mảnh lưới quảng cáo của Đảng Dân Chủ để tài trợ cho chính phủ, và chúng tôi sẽ đưa ra 12 dự luật phân bổ ngân sách từ đó tài trợ cho chính phủ một cách có trách nhiệm và một cách có minh bạch rõ ràng hơn. Đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu chống lại cái kế hoạch CR trong tuần này, tức là kế hoạch CR là giải quyết tiếp tục, mà cái dự luật này là cái ngân sách này là của cựu chủ tịch Hạ Viện, bà Nancy Pelosi, cũng giống như là của tổng thống Joe Biden. Thì kế hoạch duy trì hoạt động của chính phủ sau ngày 30 tháng 9, tức là còn khoảng độ cả 2 tuần nữa thôi, sẽ mở rộng nguồn tài trợ trong một tháng, đồng thời kết hợp các biện pháp, thứ nhất là giảm chi tiêu và vấn đề biên giới. Nó được phát triển bởi các nhà lãnh đạo là mà cái nhóm lãnh đạo này họ tự nhận là những người bảo thủ thực dụng, và một nhóm người là theo đường lối cứng rắn, và cái nhóm thứ ba là cái nhóm tự do. Thì cái dự luật như thế nào, tức là không có cựu sự bổ sung cho Ukraine, không có khoản bổ sung khẩn cấp cho thiên tai, cắt giảm chi tiêu vân vân, ngay cả dự luật được Hạ Viện thông qua đi nữa, thì điều này rất khó có thể thông qua ở Thượng viện. Tại bây giờ Thượng viện á là đa số về phía đảng Dân Chủ, thì cũng như là khó thông qua Tòa Bạch Ốc thì do đảng Dân Chủ kiểm soát. Thì quý vị thấy nếu như mà không thông qua được Thượng viện và không thông qua được Tòa Bạch Ốc, thì như vậy cái ngân sách này sẽ, tức là liên bang sẽ bị đóng cửa.
với cái điều kiện là cắt giảm mạnh về cả cái chính sách biên giới, cắt giảm mạnh và cả cái chính sách về biên giới mà họ đang phản đối. Dự luật sẽ tài trợ cho chính phủ đến ngày 31 tháng 10, nhưng cắt giảm khoảng là 8% tất cả các khoản chi tiêu tùy ý của bộ ngoài Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh ra. Nó cũng bao gồm phần lớn là dự luật là biên giới, viết tắt là SA2 của Đảng Cộng Hòa. Hạ viện mà Tổng thống Joe Biden là cho biết ông sẽ phủ quyết những cái vấn đề mà phía Đảng Cộng Hòa đưa ra. Thì chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là chính phủ đóng cửa, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện vẫn tập trung hơn vào việc đưa ra các dự luật tài trợ cực đoan, sẽ cắt giảm tài trợ cho gì? Sẽ cắt giảm tài trợ cho Viện Y tế Quốc gia, bao gồm tài trợ cho việc nghiên cứu ung thư, bao gồm cắt giảm ngân sách cảnh sát và cắt giảm nguồn lực cho các đồng minh quan trọng giữa như Ukraine và Israel hơn là nghiên cứu giải pháp lượng đạn có thể ban hành. Thì đó là một cái tuyên bố của phía Đảng Cộng Hòa như vậy. Nhưng cái dự luật nhằm thể hiện một mặt trận thống nhất giữa các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và lời đề nghị mở đầu trong các buổi đàm phán nhằm giữ cho chính phủ hoạt động sau ngày 30 tháng 9. Không biết anh Nam còn nhớ rằng sự thương thuyết giữa Chủ tịch Hạ viện hiện nay là ông McCarthy với Tổng thống Joe Biden trong những cái tháng trước là nhằm thực hiện và duy trì là cái dự luật này cho đến ngày 30 tháng 9, do đó có một cái buổi họp lại và cái ngân sách sẽ được công khai công bố để tránh việc mà đóng cửa liên bang á. Thì nói chung á, thực kỳ đó cho đến nay thì lập lại chiến lược của hội nghị từ đầu năm cho đến nay á, xoay quanh việc là tăng trần nợ mà thôi. Đó. Hạ viện đã thông qua dự luật của Đảng Cộng Hòa kết hợp việc tăng trần nợ với những thay đổi về chính sách trước khi mà ông McCarthy đạt được một thỏa thuận khác với Tổng thống Joe Biden. Thì anh thấy là khi mà thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Hạ viện ông McCarthy với Tổng thống Joe Biden thời kỳ đó, tức là việc nâng cao trần nợ để cho cái công việc của liên bang khỏi bị tắc nghẽn hay là đóng cửa. Thì tuy nhiên những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn sau đó họ bày tỏ sự phẫn nộ về cái thỏa thuận của bên phía Cộng Hòa. Thì hiện nay Ủy ban Nội vụ Hạ viện dự kiến sẽ xem xét cái dự luật CA vào ngày hôm nay, tức là thứ hai á, thì không biết là đã có kết quả gì chưa, là chúng tôi là theo dõi tin tức thì chưa thấy có cái kết quả, tức là cái dự luật này là tiếp tục cái ngân sách của cựu chủ tịch Hạ viện thời kỳ đó là bà Nancy Pelosi cũng như chính sách của bên chính phủ Joe Biden. Thì CA là kế hoạch tiếp tục giải quyết được đề nghị và thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ giữa những người bảo thủ và những người ôn hòa trong hội nghị của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện rồi. Thì chúng tôi ủng hộ việc cắt giảm chi tiêu đã được đàm phán và kêu gọi tất cả các thành viên Hạ viện ủng hộ cho cái CA này là kế hoạch tiếp tục giải quyết á. Chủ tịch Freedom Works là ông Adam Brandon cho biết trong một tuyên bố như vậy. Tuy nhiên chúng ta cần thừa nhận rằng chi tiêu tùy ý chưa bằng 1/3 tổng chi tiêu của liên bang, và chúng ta cần phía Đảng Cộng Hòa cũng như Đảng Dân Chủ là cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng nợ mà không thể tránh khỏi xảy ra. Thì thưa anh Nguyễn Xuân Nam, thì vấn đề mà cắt giảm chi tiêu với chi tiêu thì một bên phía Đảng Dân Chủ tạo là chi tiêu cho ai? Cho người dân, cho y tế, rồi cho nghiên cứu ung thư, vân vân. Thì bên phía Đảng Cộng Hòa thì họ không bằng lòng những cái chi tiêu nhiều như vậy. Thì bây giờ cần cái thì không biết là ngày hôm nay đã giải quyết như thế nào thưa anh? Chúng ta sẽ chờ đợi thêm chút xíu nữa, tại vì chỉ còn có khoảng chừng trên dưới 20 ngày nữa thôi. Mà chúng ta biết rằng nếu mà không thông qua được cái ngân sách này đó, thì có thể Mỹ vỡ nợ. Chà. Vỡ Mà nợ luôn. bây giờ đưa ông McCarthy vào trong cái thế bị rất là nhiều, thì giờ cái thế bị của chủ tịch Hạ viện hôm nay là ông McCarthy á,
Thì đó, cái này chúng tôi có trình bày đến đến nỗi mà ông chủ tịch Hà Viễn mà các khi ông mệt mỏi bên cái nhóm gọi là bảo thủ thực dụng, rồi nhóm bảo thủ là có đường lối cứng rắn, rồi một bên nhóm mà tự do thì dễ dãi hơn một tí. Do đó nhiều khi ông mệt mỏi quá, nhiều khi ông thách thức anh Nguyễn Xuân Nam, ok thôi bây giờ mày ông làm gì làm đi, go ahead làm đi. ông 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 Cái thôi, cái McCarthy sợ nhất là ông sợ ông mất đang ghế mà đánh thôi. đu ông McCarthy đang đánh đu quyền lực. Cái chức của ông đó nó chỉ có hơn có cách biệt có mấy phiếu à, và ông phải vận động rất là dữ dội các nhóm khác nhau của Đảng Cộng Hòa ủng hộ ta với lời hứa hẹn tùm lum ấy. Chứ ngay từ đầu ông đã đi lệch hướng rồi, phải không? Cho nên ông đánh đu quyền lực. Bây giờ thì cái kết quả là mấy ông kia quật lại không theo ý đồ mấy ông thì mấy ông quật lại, và nếu mấy quật lại thì anh không đủ phiếu làm chủ tịch Hạ viện nữa, thì đó là vấn đề nhức đầu của McCarthy hiện nay. Thì nói chung là bên phía đảng Dân Chủ thì họ muốn chi tiêu họ cho được vấn đề người dân nhiều hơn. Bên phía đảng Cộng Hòa thì họ cũng muốn là chi tiêu nhiều như vậy thưa anh. Thì đặc biệt bây giờ là y tế này, rồi quốc phòng này, rồi đến cuộc chiến Ukraine này, những vấn đề rất là nhạy cảm hiện nay đó. Rồi để coi thử sắp tới rồi. Thì có thể là có những cái kết quả ngày mai thì ngày hôm nay á, tức là bên phía đảng Cộng Hòa và Hạ viện đó họ đang họp để giải quyết cái vấn đề gọi là CR đó, tức là cái ngân sách của cựu chủ tịch Hạ viện thời kỳ đó là bà Nancy Pelosi, cũng giống như là chính sách hay là ngân sách của chính quyền Joe Biden thời này. Thì có thể là kết quả trong tối nay không biết như thế nào. Nếu chưa có kết quả thì trong tuần này Hạ viện trình bày kỳ dự luật của mình và có thể là trình lên thượng viện. Nếu như dự luật mà phù hợp phía mà tiếp tục giải quyết CR, tức là ngân sách trước đây á, thì có thể dựa bên phía đảng Dân Chủ cùng với đảng Cộng Hòa ở Hạ viện họ đồng ý với nhau thì điều đó dễ dàng lên thượng viện họ chấp nhận hơn. Còn nếu như mà cắt giảm chi tiêu á, nhiều quá mà phía bên đảng Dân Chủ muốn chi tiêu để phục vụ cho người dân mà không được á, thì có thể là họ làm khó khăn hơn. Thì bây giờ hai bên là tìm cách cố gắng đổ lỗi cho nhau. Ok, nếu đặt trường hợp mà cái dự luật của Hạ viện mà được thông qua chẳng hạn, thì dù như mà nó không phù hợp với những cái yêu sách hoặc là cái kế hoạch đó là ngân sách mà trước đây là CR chẳng hạn, thì lên thượng viện sẽ bác bỏ ngay, tại vì Hạ viện đa số đảng Dân Chủ. Thì nếu như chuyện này xảy ra thì bên phía đảng Cộng Hòa họ dễ dàng đổ lỗi cho bên phía Dân Chủ, tức là đảng Dân Chủ gây ra là vấn đề mà khủng hoảng ngân sách hoặc là bị ngăn chặn cái ngân sách để làm cho việc đóng cửa của liên bang. Rồi ngược lại bên phía đảng Dân Chủ mà đưa ra những cái ngân sách và những yêu sách trước đây rồi là chi tiêu á, mà nếu như bên phía đảng Cộng Hòa mà họ không đồng ý những điều đó, không nhượng bộ cho nhau á, thì bên phía đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ sẽ đổ lỗi cho bên đảng Cộng Hòa, tức là do đảng Cộng Hòa không chịu là chấp nhận những cái khoản chi tiêu rồi này đó, thì họ đổ lỗi cho phía đảng Cộng Hòa, đó là vì đảng Cộng Hòa họ đưa ra những kế hoạch như vậy hoặc là không họ không chấp nhận như vậy, thì đảng Cộng Hòa là mục tiêu của cái sự mà đóng cửa liên bang. Thì để xem trong tuần này thôi anh Nguyễn Sơn Nam, giải quyết trong tuần này. Tôi nghĩ trong tuần này nó sẽ qua, anh muốn biết tại sao. Họ rất là sợ giận dữ của cử tri. Có một thực sự là ngân sách này chẳng qua là vấn đề đồng chính trị với nhau thôi anh Nguyễn Sơn Nam. Trần nợ này cái là có sẵn rồi anh, đó là mặc cả quá mặc cả về để mà kiểm phiếu thôi, thấy không? Thực ra là cuối cùng là giải quyết chẳng không gặp những khó khăn nhiều, có thể gặp khó khăn là trước đây giống như thời kỳ cựu tổng thống Trump đã có một lần đóng cửa anh nhớ không, thời kỳ ông Obama cũng có lần đóng cửa nhưng rồi đâu vào đấy thôi. Thì mục đích hiện nay
tức là nhắm vào vấn đề mà chính trị là kiếm phiếu thôi. Ừ. Nó đúng thôi. Mình nắng gần nhau một chút, gây sức ép nhau một chút, chứ cuối cùng cũng sẽ thỏa thuận thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đôi khi vào cái giờ mà giờ final, giờ cuối cùng, cái chậm nhất là một ngày trước khi mà cái ngày mà thỏa thuận chuẩn chi ngân sách đó, thì một ngày trước chậm nhất cũng sẽ phải thông qua. Và anh mới nghĩ nếu không thông qua thì sao? Công ty, những cái cơ quan công công cũng chết, tại vì nhân viên không đi làm việc, cảnh sát không làm việc, trộm cắp này nọ làm sao, còn bố mẹ ở nhà, bây giờ con cái trường học đóng cửa, con cái ở nhà làm sao bố mẹ đi làm, thì cũng cũng tư nhân, công ty tư, công ty công gì cũng chết sạch thôi, đừng không ai dám đùa với lửa đó anh Mùi. Chớ không ai dọc đùa thưa anh, chỉ vấn đề với các cơ quan mà lập cơ quan mà về hành pháp thôi. Nếu như mà không được trả tiền thì anh thấy vấn đề an ninh thì xảy ra như thế nào, rồi cái vấn đề trộm cướp xảy ra như thế nào, rồi nhân viên nghỉ việc như thế nào, mà anh thấy có mấy lần đóng cửa như vậy, nhân viên mặc dù nhân viên ở nhà như vậy sau này phải trả thanh toán lại cho họ thôi, cái đó phải cắt lương họ đó anh. Đúng rồi, đúng rồi. Cả bù. Mà có một điều thế này, bây giờ nếu như mà thực sự đó, đây là vấn đề chính trị mà thôi, mà phía đang cũng họ không giảm đâu, nếu họ chơi mạnh quá thì bây giờ cử tri nói rằng là do Đảng Cộng Hòa họ làm như vậy là đóng cửa, là công an việc làm của liên bang, thì như vậy họ mất phiếu, thế giờ đó họ cũng dài để làm căng như vậy, có một sự thỏa thuận nào đó thôi, để bên phía dân chủ họ cũng sợ chứ, Rồi, có lời bản tin này chúng ta tạm dừng ở đây phải không? Bước sang bản tin thứ hai, anh Bùi chọn mấy bản tin còn lại, anh Bùi chọn bản tin thứ hai còn gì? bằng tiếng thứ hai tức là bây giờ nói tổng thống Joe Biden mạo hiểm chính trị, là chính trị bản thân mình với việc trao đổi tù nhân Iran như thế nào. Thì tổng thống Joe Biden là ca ngợi việc trao đổi tù nhân với Iran làm lý do để ăn mừng vào ngày hôm nay tức là thứ hai, nhưng những lời chỉ trích của Đảng Cộng Hòa khiến thỏa thuận này gặp rủi ro về mặt chính trị của tổng thống Joe Biden. Mà cái điều này ông nói tôi lo cho dân mà, thì có thể ảnh hưởng về mặt chính trị của ông ta trước cuộc bầu cử của năm 2024. Thế bây giờ mình xem thế nào. Thế tòa Bạch Ốc đã bảo vệ cuộc trao đổi, thì trong đó có 5 người Mỹ vô tội đã được là trả tự do và ra khỏi Iran. Sau khi mà bên phía Mỹ gỡ bỏ ít nhất là 6 tỷ Mỹ kim trong các quỹ của Iran bị đóng băng ở trong những năm vừa qua. Và bên phía Mỹ là có 5 người bị giam giữ ở Iran. Thì phía Mỹ nói là 5 người là vô tội. Đồng thời ở Mỹ là cũng có 5 người Iran bị giam giữ cũng được thả tự do luôn. Thì Tổng thống Joe Biden cho biết ông ta sẽ tiếp tục là cáo buộc, là ông ta nói là kẻ thù Iran là kẻ thù truyền kiếp của Mỹ, phải trả giá vì những hành động của họ. Những hành động gì? Hành động khiêu khích của Iran, luôn luôn khiêu khích của Mỹ, cũng giống như là các nước đồng minh của Mỹ. Thì đồng thời cũng công bố là lệnh trừng phạt mới đối với cựu tổng thống là Iran là Mohammad Mahdia và cái bộ tình báo của Iran. Như vậy cái vấn đề mà trao trả này và gỡ bỏ 6 tỷ Mỹ kim không có nghĩa là trao đổi, và không có nghĩa là có một cái thỏa thuận mới hoặc là có một cái bán giao mới. Mà ông Joe Biden ông cho biết ông nhấn mạnh thế này là chính quyền Joe Biden tiếp tục buộc kẻ thù truyền kiếp Iran này phải trả giá những hành động khiêu khích của họ, và đồng thời là công bố lệnh trừng phạt mới đối với cựu tổng thống Iran và cái bộ tình báo của Iran. Ông nói thẳng thừng như vậy. Ông ta nói thế này: khi chúng ta ăn mừng sự trở về của những người Mỹ này thì chúng ta cũng tưởng nhớ những người chưa được trở về. Thì ông anh thấy là ông Joe Biden thì trước đây là đã đưa một người trở về rồi, anh thấy không? Rồi bên phía Đảng Cộng Hòa cũng 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 lên án vậy. Thì bây giờ ông nói thế này: ông ta không quên những người còn ở lại hay là bị giam giữ, mặc dù chúng ta ăn mừng sự trở về của những người Mỹ này.
và chúng ta cũng tưởng nhớ rằng những người Mỹ chưa được trả về. Thì trong khi đó, Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh rằng quyết định này rất là khó khăn, không liên quan đến bất kỳ sự mềm mỏng nào của Mỹ đối với Tehran, tức là Iran, là quốc gia mà Washington cáo buộc là một quốc gia tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới cho những cái nhóm khủng bố. Bên phía Tòa Bạch Ốc họ khẳng định, họ tuyên bố như vậy, chứ không phải là khi mà họ trao đổi như vậy, họ nhân nhượng đâu. Thì phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia là ông John Kirby, ông nói với CNN rằng đôi khi trong vấn đề ngoại giao á, thì chúng ta sẽ nhận được những gì là chúng ta có thể nhận được mà thôi, chứ không phải là hoàn toàn coi như là bên win-win situation, tức là hai bên có lợi á. Đấy chứ, nó không thể nào là coi như là một bên có lợi, một bên không có lợi, không ai trao đổi thế nào. Lưỡng lời Lượng lợi à. Đó. Thì ông nói tiếp tục này, ông là phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia là ông John nói thế này: tôi không thể nghĩ chúng ta nên coi đây là một biện pháp xây dựng lòng tin của Mỹ để có mối quan hệ tốt đẹp với Iran đâu, không có cái điều đó. Đó. Chúng ta thẳng thừng trừng phạt với Iran. Đó. Và trước tuần á thì phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia ông John phủ nhận việc trao 6 tỷ đô la không phải là tiền chuộc. Là biết 6 tỷ đô la là tiền gì không? Là cái tiền quỹ, là tiền bán dầu của Iran á, phải không? bị thu hồi À, bị thu hồi, bị đóng băng lại á, không dự đó đóng anh, băng. à, coi như là bị dự đó, tức là không cho lại về, không cho lại ra, phải không? Đó, thì ông John nói như vậy, thì ông ta phủ nhận việc trao 6 tỷ đô la này không phải là tiền chuộc, và nói rằng Iran chỉ được phép sử dụng cái số tiền 6 tỷ là Mỹ kim này cho mục đích gì? Thứ nhất là cho mục đích là thực phẩm cho người dân. Cả mục đích thứ hai tức là phục vụ cho nhân đạo. À, thì như vậy là hai vấn đề này phải xảy ra khi mà nhận 6 tỷ đô la. À, thì một quan chức cao cấp của chính quyền mới nói với phóng viên ngày hôm qua rằng họ muốn xóa tan một vài điều hoang tưởng về cái thỏa thuận này. Ở tức là một số nói rằng là chứ đó tiền này tiền đóng thuế người dân, hay là tiền này tiền khác này kia đó, do đó là muốn nói rõ là cái tiền này tiền quỹ đóng băng của Iran và tiền này không phải là tiền chuộc. À, thì mở lại cái tài khoản hay là mở lại cái ngân sách của Iran mà đóng băng trước đây mà thôi. Và một quan chức giấu tên cũng cho biết nữa, đây không phải là tiền của người dân nộp thuế và đây không phải là khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào. À, vấn đề trao đổi con tin, nhưng Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden về thỏa thuận này khi họ để mắt đến việc là nhằm là bôi nhọ việc thỏa thuận này là có tính cách không tốt đẹp cho Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào năm tới. Ông Michael McCaul, chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện của Đảng Cộng Hòa, nói với Fox Business như sau: đây là một cuộc trao đổi con tin với trị giá là 6 tỷ Mỹ kim. À, là bây giờ ông nói như vậy. Mà trên kia là cả quỹ cao cấp của Đảng Dân Chủ hay là Tòa Bạch Ốc họ nói rằng đấy không phải là tiền chuộc. À, và bây giờ thì ông chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện thì bên phía Đảng Cộng Hòa nói như vậy, thì đây là một cuộc trao đổi con tin với trị giá 6 tỷ Mỹ kim. À, thì nói như vậy. Đi như vậy là mọi người nghĩ thế nào? Tức là 6 tỷ Mỹ kim là tiền ở đâu? Là có phải là tiền người đóng thuế hay không? À, mà trên á, là một quan chức nói rồi, đấy không phải là tiền của người đóng thuế, cũng không phải là tiền, là một khoản thanh toán dưới bất cứ hình thức nào. Đây là một khoản tiền đã đóng băng 6 tỷ Mỹ kim của Iran. À, mà bên phía chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện thì ông tuyên bố như vậy. Rồi ông nói rồi, bây giờ cái tiền đó sẽ đi vào các cái hoạt động uy nghiêm khủng bố, à, chơi kiểu như vậy, tức là có tính cách áp đặt những cái điều mà tồi tệ cho đến tổng thống Joe Biden. Và ông ta đã nói rằng đây là việc làm rất là rủi ro về bản thân chính trị của ông ta, mà việc này là ông lo cho dân thì ông có thể là gặp những cái rủi ro này về chính trị như vậy. Cho nên thì sự chỉ trích thỏa thuận Iran xảy ra vào thời điểm rất là khó khăn về mặt chính trị đối với tổng thống Joe Biden hiện nay là như thế nào? Hiện nay ông ta phải đang đối mặt với các cuộc điều tra luận tội do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo, thứ nhất là chủ tịch ủy ban tư pháp
là ông Jim Jordan, rồi chủ tịch ủy ban giám sát là ông nào, ông James Comer, và đồng thời là ông chủ tịch ủy ban việc mà thu chi quốc tiền của quốc gia đó, hay là gọi là chủ tịch ủy ban về thuế vụ đó. Đó, bây giờ ông ta đang đối mặt là các chủ tịch đó về các vấn đề kinh doanh của con trai ông ta, đó là Hunter Biden. Mà trong khi Hunter Biden cũng bị buộc tội liên quan đến luật sống của liên bang nữa. Bây giờ đã, thì ông ta đang gặp những cái khó khăn như vậy. À. Thế bây giờ cái chuyện này, bây giờ phía Đảng Cộng Hòa là nhằm tấn công thêm nữa. Cộng thêm việc chính phủ sắp đóng cửa tài khoá do phía Đảng Cộng Hòa đang đòi yếu sách và một cuộc đình công công nhân của ba công ty xe hơi, trong đó có GM, Ford, vân vân, để có thể làm tổn hại đến lợi ích kinh tế hoặc là kinh tế mong manh hiện nay người ta gọi là Bidenomics, và Đảng Cộng Hòa có nhiều cơ hội để họ chụp lấy những cái yếu tố này, hay là những lý do này để tấn công Joe Biden. Các ứng cử viên là mà có thể được đề cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, họ đang xếp hàng để chỉ trích về thỏa thuận của ông Joe Biden với Iran, tức là nói rằng coi như là trả 6 tỷ đô la để lấy 5 người Mỹ trở về, chứ họ không nói rằng là 6 tỷ đô la là nguồn gốc như thế nào, là 6 tỷ đô la có phải là tiền thuế của dân hay không, là 6 tỷ đô la này là tiền chuộc hay không, họ không nói như vậy, họ nói chung 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 như vậy, do đó làm cho hoang mang những cử tri hoặc là những người dân khi mà họ nghe được vấn đề này. Rồi còn riêng ông Joe Biden nói sao, ông Joe Biden nói sao, à, xin lỗi, còn riêng là cựu tổng thống Donald Trump nói sao, cựu tổng thống Donald Trump hiện nay là ứng cử viên là có thể là ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng Hòa được đề cử vào năm tới. Ông ta gọi tổng thống Joe Biden là gì anh Nam Việt không, là kẻ ngu ngốc bất tài, không nói vậy đâu. Rồi ông nói thêm nên ông ấy cả gan công bố một thỏa thuận khủng khiếp này vào hôm nay, tức là ngày 11 tháng 9. Ông Trump là người hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran khi ông ta còn đương chức, viết trên mạng xã hội, tức là chưa sâu sổ của ông á, là ông nói thế này, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa thời kỳ đó là ông Mitt Romney này cảnh báo rằng thỏa thuận này có thể dẫn đến nhiều điều tồi tệ hơn ngoài việc là bắt cóc nữa. À, thì người ta chưa xác minh rằng là thời kỳ đó là cựu ứng cử viên tổng thống ông Mitt Romney này còn nói như vậy hay không. Còn thượng nghị sĩ Utah nói rằng ý tưởng về các bạn là trả tiền để thả con tin trong trường hợp này là một ý tưởng tồi tệ nhất. À. Còn thì bên cạnh đó có những nhóm chỉ trích của Đảng Cộng Hòa vậy, còn có những nhóm đặc biệt là nhóm lưu vong Iran á, thì họ đưa ra những cái lời mà ca ngợi, rồi cái lời biết ơn đặc biệt đối với Tổng thống Joe Biden. À, thì như là một nhân vật được trả tự do đó có tên là Namazi chẳng hạn, thì Namazi nói trong một cuộc tuyên bố này, tôi gửi lòng biết ơn chân thành đến Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông ta là những người đã phải đưa ra một số quyết định rất là khó khăn có thể ảnh hưởng đến việc bản thân chính trị của ông ta, đó là những người mà họ biết ơn, họ nói như vậy. Còn bây giờ để anh xem cựu tổng thống Donald Trump mắng giết ông Joe Biden như thế nào. Không biết là đi tòa án còn cái gì nữa anh Nam. Thì Mui sẽ nói rằng là cựu tổng thống Joe Biden, cựu tổng thống Donald Trump thì mắng giết ông Joe Biden như thế nào. Đó. Thì trước đây thì ông nói thế này, đó là cái thỏa thuận của ông Joe Biden đó, tức là cho ông Joe Biden thực hiện một thỏa thuận như vậy là như một kẻ ngu ngốc bất tài. À, thế bây giờ cho ông nói thế nào nữa hay không? À, cựu tổng thống Donald Trump thì mắng giết ông tổng thống Joe Biden á là thứ mà dốt đặc càng mai, nguyên văn tiếng Anh á là dumb as a rock, nguyên văn tiếng Anh là như vậy, là mua tạm dịch là dốt đặc càng mai, không phải cái nội dung đúng như vậy thôi đó. Thì ông Trump nói mắng về ông Joe Biden, ông ta dốt đặc càng mai là khi mà các con tin Mỹ được trả tự do trở về Mỹ, từ Iran,
Thì cựu tổng thống Trump đã phản đối cái thỏa thuận trao đổi tù nhân do chính quyền Joe Biden làm trung gian là giúp 5 người Mỹ bị giam ở Iran trở về Mỹ và được trả tự do vào ngày hôm nay, đó là thứ hai. Đó là một thỏa thuận này cho phép là cho rằng tức là Iran đó, nhận lại 6 tỷ Mỹ kim doanh thu từ dầu mỏ đã bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Và 5 công dân Mỹ đang bị giam giữ Iran cũng dự kiến tức là trở về Mỹ trả tự do. Cựu tổng thống Trump đã phản đối các cái điều khoản này hay là thỏa thuận này trong một bài phát biểu có nhiều lỗi chính tả trên mạng xã hội của ông ta, đó là Truth Social. Ông ta viết như thế này: thỏa thuận công tin trị giá 6 tỷ đô la này là vô lý, với Iran đã đặt ra một tiền đề khủng khiếp cho tương lai. Hãy cố lên, bạn sẽ thấy một số điều khủng khiếp bắt đầu xảy ra. 3 năm trước thì nước Mỹ được kính trọng và hiện nay đã trở thành một trò cười trên toàn thế giới. Hãy làm nước Mỹ tuyệt vời trở lại, hãy bầu cho Donald Trump. Ngày hôm nay ông viết trên một cái Twitter, trên Twitter sau của ông nói vậy. À, thì ông nói có nghĩa là rất là lấp lửng, thỏa thuận con tin trị giá 6 tỷ đô la. Ông nói như vậy, tức là có tiền, tức là bây giờ ai hiểu hiểu sao là hiểu là tiền chuộc lại 6 5 người này với 6 tỷ đô la, là hiểu hiểu là 6 tỷ này là tiền người thọ thuế, là 6 tỷ này là yêu sách của Iran mà bên chính quyền Joe Biden phải chấp nhận, vân vân. À, ông nói vậy. Rồi ông nói thế này: ok, nếu như muốn Joe Biden làm như thế này, đợi sẽ đặt ra một cái tiền lệ cho tương lai, một cái tiền lệ này, tiền lệ rất là khủng khiếp. À, nếu như sau này nếu ai bắt đó, coi như là các nước đó là họ phải đòi tiền chuộc như vậy. À, ông nói hãy cố lên làm điều đó đi, làm những điều khủng khiếp thế này đây. À, ông nói là 3 năm trước đây á, nước Mỹ được các nước trên thế giới đều tôn trọng một cách tuyệt đối, và hiện nay đất nước Mỹ trở thành một trò cười trên toàn thế giới. Anh đừng nghĩ sao. Là Từ từ ca ngợi mình. một khi mà nghe ông Trump nói như vậy thì coi như là mọi người cũng sợ luôn, là dưới trong suốt thời gian mà cựu tổng thống Donald Trump tại tòa Bạch Ốc, thì anh thấy rằng là các nước đồng minh của Mỹ rồi các nước NATO bây giờ đối xử với nước nước Mỹ như thế nào, đặc biệt là các nước đồng minh ở châu Âu, châu Á, thì anh thấy họ sợ, họ khiếp rồi, họ không khiếp như thế nào. Thậm chí các nước liên minh châu Âu, trong đó nước Pháp, tổng thống Pháp á, thấy không, thì ông nói thế này: ủa tại sao liên minh châu Âu mình không thành lập một quân đội để bảo vệ cho chính mình đi, thấy không, mà bây giờ có cái nhân lệ thuộc về Mỹ, mà Mỹ có như hay dọa nạt như thế này. Rồi bên khối NATO sao? Khối NATO là ông muốn xóa bỏ khối NATO này, ông nói xóa. Cái khối NATO này có như vô dụng quá, thấy không? Nên xóa đi. Thế bây giờ ông nói là 3 năm trước đây nước Mỹ được kính trọng, trên toàn thế giới được kính trọng, và hiện nay nước Mỹ đã trở thành một cái trò cười. Để ông nói là ông nói như vậy đó. Ông nói hãy làm nước Mỹ tuyệt vời trở lại, hãy bầu cho tôi đi, đó là Trump. Ông nói thêm thế này nè: cái điều này bây giờ phát check như thế nào á, tôi đã mang ít nhất là 58 con tin trở về lại Mỹ từ nhiều quốc gia khác nhau. Ông nói bao gồm là một cái con, bao gồm những con tin ở Bắc Hàn nữa, mà anh nhớ khi ông mang mang con tin ở Bắc Hàn trở về thì mấy ngày sau là ông này qua đời, anh còn nhớ không à? Cái anh Ghê thanh vậy. niên nữa đó. Ông nói thế này: bây giờ ông nói tôi đã mang ít nhất là 58 con tin trở lại Mỹ từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Bắc Hàn nữa. Đó, thì anh thấy là ông ca tổng là Kim Jong Un là người người yêu lover, rồi ông ca tổng ông Putin là coi như là người lãnh đạo tuyệt vời này kia nọ. Đó, thì ông ca ngợi rằng là cái thời gian việc hôm qua anh Nam còn nghe cuộc phỏng vấn gì như, của đài NBC với cựu tổng thống Trump mà. Ô, cái từ đầu đến cuối thì anh nghe thôi, sáng nay là mới có cơ hội mình nghe, trời ơi, từ đầu đến cuối về đặt những cái câu hỏi mà có liên quan đến những cái vụ truy tố, bốn vụ truy tố của ông ta, và ông ta nghĩ gì thì nếu ông ta được bầu vào tòa Bạch Ốc trở lại. Trời ơi, anh thấy là hoàn toàn hầu như là ông nói nó khác với cái sự thật ở trên, mà anh nói ông nói chuyện rất là lưu loát anh. Do đó là hôm nay ông nói cũng khác chi nữa. Ông nói tôi đã mang 58 con tin trở về Mỹ từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm trong đó có Bắc Hàn nữa, đó là khác đó, từ Kim Jong Un mà một nước độc tài như vậy mà tôi còn đưa về được mà.
Rồi đặc biệt là gì? Tôi đưa về mà không tổn một đồng xu nào cả. Và tôi chưa bao giờ trả bất cứ điều gì cho họ. À, ngon lành nha. Nhưng mà anh thấy đúng không? Nếu còn còn quốc gia nào coi như là mà ông ra lệnh kiểu mà có nhỏ đưa đưa về mà không có một điều kiện. Anh nghĩ điều này có thể xảy ra không? Chưa có Mà bao nó giờ phải anh ít Trump. lắm. 58. Rồi con tin như vậy ông nói vậy. Rồi ông nói tiếp thế này. Tất cả họ đều hiểu rằng họ phải trả tự do cho những người này trở về. Nếu như không thì mọi chuyện trở nên nghiêm trọng đến mức mà các quốc gia đó thậm chí họ không bắt đầu hoặc là họ không dám trao đổi xin xỏ tiền bạc gì cả. Bởi vì họ biết rằng họ xin cũng chẳng được gì cả. Nó dọc Rồi bây giờ ông nói là coi như nhà lãnh đạo thật là bất tài của chúng ta đó, ngu ngốc và bất tài của chúng ta đó là crook, là tức là Joe Biden khùng điên đó, đã đưa 6 tỷ đô la để đổi lấy 5 người. Iran đã đưa một con số không to tổ bổ cho 5 người này. Ông ta dốt đặt cả mai, gọi là dumb as a rock. Ông thấy có ai coi như là coi như là một vị tổng thống coi như là giết mặn chưa bởi một vị tổng thống khác mà dùng những cái lời lẽ như vậy. Nam, anh nghĩ sao? Thực sự mình không lạ, ông Trump thù, ông thù Biden lắm, ông thù Biden cho nên mỗi lần nói Không, Biden cho cây cú. hình như là bất cứ ai đi ngược lại ý ông là ông cả là kẻ thù hết trơn anh. Nam, không riêng ông Joe Biden đâu. Đó. Đó. Ngay cả tổng thống Bill Clinton, ông Obama, ngay cả tổng thống Đảng Cộng hòa. Anh thấy không? Ông hình như là ông không có bạn mà ông có kẻ thù thôi anh à. Anh thấy vậy không? Đó. Được, đúng vậy anh. Rồi bây giờ mình sang bản tin tới ha. Đó là bản tin cuối cùng mà ngày hôm nay tổng thống Joe Biden ăn mừng đã đưa được 5 người mà gọi là tù nhân vô tội ở Iran trở về Hoa Kỳ. Mà cái điều này thì ông ta cũng nói rằng là một số người họ họ nhận định rằng đây là một sự liều lĩnh rủi ro chính trị cho Joe Biden. Mà thật ra là điều này ông ta cũng lo cho dân anh, chứ không phải là nếu như ông biết rủi ro như vậy thì ông đâu có làm anh, thấy không? À, mà ông biết rủi ro như vậy ông làm rất là có ý, rất là có nghĩa là ông cũng quan tâm đến người dân. Và cái số tiền 6 tỷ đô la này á là nhấn mạnh rằng không phải là tiền chuộc, cũng không phải là tiền trả một khoản thanh toán gì hết, và không phải là cái tiền này tiền của người dân đóng thuế một cách rõ ràng như vậy. Và Rồi. đồng thời á thì bên fact check .org á, là phía đảng phái á, thì họ đã vạch trần những tuyên bố tương tự, vạch trần những cái tuyên bố của cựu tổng thống Donald Trump. Thì cái vấn đề mà cái chuyện mà ông nói là ông thả từ ông lấy về 58 con tin mà không trả từ từ nhiều nước gọi là từ nhiều nước thù địch á, khác nhau của Mỹ á, mà phía bên Mỹ không bỏ ra bất cứ điều gì trơn á, thì bên fact check á chấm org là phía đảng phái á, cho họ muốn vạch trần tuyên bố của ông Trump. Anh nghĩ thế nào? Thì đó thì, mới như có cái lúc nói ngon lành anh Nam nghe, ông nói rất lưu loát nghe, nói không vấp nghe đó, chứ phải nói vấp váp đâu, Nói như à, thiệt. nói như thiệt, nói như thiệt. Kính thưa quý vị, đó là những cái bản tin trong ngày hôm nay là thứ hai. Và cũng không quên rằng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Không biết anh Nam còn cái tin nào được cân nữa không anh? Bây giờ cũng không còn gì giật gân nên cũng đã mời quý vị theo dõi bản tin ngày hôm nay Nguyễn Ngọc Mùi và trở lại trong ngày tới với Hương Giang. Xin trân trọng cảm ơn Mùi và chào quý vị. Dạ, xin chào anh Nam và xin chào quý vị, và không quên chúc quý vị luôn luôn dồi dập sức khỏe Cảm và ơn. hạnh phúc với gia đình. Dạ, chào anh Cảm ơn và anh.